thực thi là cuốn sách nằm trong top 100 cuốn sách kinh doanh hay nhất trong suốt 2 thập niên trở lại đây. Chỉ cho chúng ta thấy hiệu quả thực thi gắn mật thiết với 3 quy trình cốt lõi của mọi doanh nghiệp, đó là cách liên kết con người, chiến lược và hoạt động với nhau. Dẫn dắt hiệu quả 3 quy trình này là công việc thực sự của một nhà điều hành xuất sắc, chứ không phải xây dựng tầm nhìn và giao công việc thực hiện nó cho người khác. Hai tác giả đã cho thấy tầm quan trọng của việc tham gia sâu sắc vào các hoạt động và lý do tại sao những cuộc đối thoại mạnh mẽ về con người, chiến lược và hoạt động lại mang lại kết quả kinh doanh mạnh mẽ nhất. Cuốn sách này dành cho ai? Những nhà điều hành đang tìm kiếm một lời khuyên mới hiệu quả hơn. Những người còn đang thuần cổ suý cho tính lãnh đạo và tính chiến lược. Những ai muốn biết cách mà các doanh nghiệp hàng đầu thế giới vẫn tiếp tục thành công. Larry Bossidy là chủ tịch và cựu giám đốc điều hành của Honeywell International, một trong những doanh nghiệp nằm trong top Fortune 100 và là một trong những CEO được tôn vinh nhất trên thế giới. Ram Charan là cố vấn chiến lược huyền thoại, đồng thời là tác giả của cuốn sách Những điều mà các CEO muốn bạn biết và các cuốn sách nổi tiếng khác. Lời tựa: hoàn thành kế hoạch bằng phương pháp quản trị có nguyên tắc. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nền kinh tế bất ổn ngày nay như cạnh tranh, chi phí tăng, tỷ suất lợi nhuận giảm và một loạt các rào cản cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức. Theo hai tác giả, để chiến thắng trong môi trường kinh doanh khốc liệt này, từ các nhà quản lý cấp trung cho tới những lãnh đạo cấp cao phải thừa nhận, việc thực thi là tập hợp các hoạt động quan trọng nhất mà họ phải tham gia. Nhưng thật đáng buồn thay, hầu hết các nhà điều hành lại chỉ quá tập trung vào hai chữ điều hành mà lãng quên mất vai trò chính của họ là thực thi, tức là tham gia nhiều hơn vào các chi tiết. Họ thường chỉ dựa vào tầm nhìn, đề ra chiến lược, các ý tưởng táo bạo hay khả năng truyền cảm hứng. Thông qua cuốn sách Đình Đám này, hai tác giả đã lật đổ nhiều nhận thức cũ trong việc điều hành doanh nghiệp và thuyết phục người đọc tại sao thực thi lại là yếu tố sống còn trong công việc của một lãnh đạo, là kỷ luật cao nhất, là yếu tố cốt lõi của mọi văn hóa kinh doanh. Xa hơn, những hiểu biết này còn giúp bạn biết lựa chọn các nhà lãnh đạo cho doanh nghiệp mình. Các đối tác nào có thể tin tưởng làm ăn, thậm chí chọn một công ty với những người lãnh đạo giỏi về để làm ăn cùng. Và may thay, thực thi là một kỹ năng có thể học được chứ không phải là một thiên phú bẩm sinh. Tác giả cung cấp cho người đọc những trụ cột nền móng của việc thực thi hiệu quả. Đó là hình thành các hành vi thiết yếu, tạo khuôn khổ cho sự thay đổi về văn hóa và lựa chọn đúng người vào đúng thời điểm. Nhưng hơn hết, trọng tâm của quá trình thực thi cho thấy cách liên kết con người, chiến lược và hoạt động với nhau là 3 quy trình cốt lõi của mọi doanh nghiệp. Dẫn dắt các quy trình này là công việc thực sự của việc điều hành một doanh nghiệp, chứ không phải xây dựng tầm nhìn và giao công việc thực hiện nó cho người khác. Bossidy và Charan cho thấy tầm quan trọng của việc tham gia sâu sắc và nhiệt tình vào một tổ chức và lý do tại sao những cuộc đối thoại mạnh mẽ về con người, chiến lược và hoạt động lại mang lại kết quả kinh doanh tuyệt vời. Thông qua bản tóm tắt này, bạn sẽ khám phá ra Dell đã vượt mặt combat bằng nỗ lực thực thi chứ không phải bằng chiến lược như thế nào. Cách thức Jack Welch tăng gấp đôi vòng quay hàng tồn kho của mình chỉ một năm. General Motors đã biến bất lợi thành lợi thế như nào sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001? 1. Thiết lập 7 hành vi cần thiết của nhà điều hành hiệu quả. Chính xác thì bạn nên làm gì với tư cách là người lãnh đạo chịu trách nhiệm thực thi? Làm thế nào bạn có thể tránh trở thành một người quản lý vi mô bị cuốn vào các tiểu tiết điều hành trong doanh nghiệp? Câu trả lời là hãy thể hiện 7 hành vi thiết yếu để quản lý thực thi thành công. 1. Là thấu hiểu nhân sự và doanh nghiệp của bạn. Bạn phải sống với công việc kinh doanh, nắm bắt từng hơi thở và nhịp đập của nó. Ở những doanh nghiệp mà văn hóa thực thi yếu kém, các lãnh đạo thường chỉ tiếp cận thông tin được lọc qua các bản trình bày máy móc, báo cáo thường nhật vô cảm hay những chương trình nghị sự riêng của một nhóm lãnh đạo. 2. Là luôn nhấn mạnh vào chủ nghĩa hiện thực. Nhiều tổ chức có rất nhiều người luôn cố gắng trốn tránh hoặc làm lung lay thực tế vì họ không thoải mái để lộ quá nhiều sai lầm đã mắc phải. Tuy nhiên, chủ nghĩa hiện thực là trọng tâm của việc thực thi và phải được ưu tiên trong mọi tổ chức. 3. Là đặt mục tiêu và ưu tiên rõ ràng. Những nhà lãnh đạo thực thi tập trung vào rất ít ưu tiên một cách rõ ràng, thường chỉ từ 3 đến tối đa 4 mục tiêu. Vì chỉ nhờ thế, nó mới tạo ra kết quả tốt nhất từ nguồn lực, thời gian và khả năng tập trung hiện có. 4. Là theo dõi sát sao. Những mục tiêu dù đơn giản và rõ ràng, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không ai thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Các lãnh đạo phải giải quyết những xung đột có thể cản trở việc đạt được kết quả và liên tục tạo ra thứ được gọi là cơ chế tiếp theo để đảm bảo mọi người liên tục trong guồng xoáy phải làm những gì họ phải làm. 5. Là khen thưởng những người thực hiện. Nhiều tập đoàn rất kém cỏi trong việc liên kết phần thưởng với hiệu quả hoạt động đến mức nó không có mối tương quan nào cả. Khi các công ty thực thi yếu kém, rất có thể họ sẽ không đo lường, không khen thưởng và không thăng chức cho những người biết cách hoàn thành công việc đó. 6. Là
mở rộng khả năng cho mọi người. Một trong những phần quan trọng nhất trong công việc của lãnh đạo là truyền đạt kinh nghiệm và trí tuệ của mình cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo, từ đó mở rộng khả năng của toàn bộ tổ chức. Thứ bảy là biết chính mình. Mọi người đều nói suông rằng việc lãnh đạo một tổ chức đòi hỏi phải có cá tính mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu không có sự dũng cảm về mặt cảm xúc, bạn không thể thành thật với chính mình, giải quyết một cách trung thực các thực tế kinh doanh hoặc đưa ra những đánh giá thẳng thắn cho mọi người. Sự dũng cảm về mặt cảm xúc này bao gồm 4 phẩm chất cốt lõi: tính xác thực, sự tự nhận thức, khả năng làm chủ bản thân và sự khiêm tốn. 2. Tạo một khuôn khổ cho sự thay đổi trong văn hóa thực thi. Khi một doanh nghiệp hoạt động không tốt, các nhà điều hành thường nghĩ đến việc thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Mặc dù họ đúng khi khẳng định rằng niềm tin và hành vi của nhân sự ít nhất cũng quan trọng như các chiến lược họ thực hiện, nhưng hầu hết các nỗ lực thay đổi văn hóa đều thất bại, một phần vì họ không hiểu rằng sự thay đổi văn hóa chỉ trở thành hiện thực khi nó là văn hóa thực thi. Có một câu ngạn ngữ thể hiện đúng cho điều này: chúng ta không nghĩ mình có một cách hành động mới, chúng ta hành động theo một cách suy nghĩ mới. Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc làm sáng tỏ văn hóa. Văn hóa là tổng hợp các giá trị, niềm tin và chuẩn mực hành vi được chia sẻ. Một số người thật ngây thơ khi dồn nỗ lực thay đổi văn hóa với ý định thay đổi các giá trị của tổ chức, dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn cơ bản của tổ chức đó, chẳng hạn như tính chính trực hay sự tôn trọng. Nhưng thay vào đó, họ nên tập trung vào việc thay đổi là niềm tin trong công ty có ảnh hưởng đến các hành vi cụ thể, những thứ được điều chỉnh bởi quá trình đào tạo và kinh nghiệm. Hành vi là niềm tin được chuyển thành hành động, những thứ mang lại kết quả. Để mang lại kết quả tốt hơn, hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra xem liệu niềm tin sâu xa của tổ chức bạn có đang giúp doanh nghiệp hoàn thiện việc thực thi hay không. Tiếp theo, hãy thay đổi hành vi bằng cách thay đổi phần thưởng. Nếu một yếu tố nào trong văn hóa doanh nghiệp được đánh giá cao, thì nó phải được khen thưởng. Những phần thưởng có mối liên hệ trực tiếp tới hiệu quả hoạt động. Nó sẽ trở thành nền tảng của việc thay đổi hành vi. Dù tổ chức của bạn xác định phần thưởng như thế nào thì mục tiêu vẫn phải giống nhau, hệ thống lương thưởng và khen thưởng của bạn phải có kết quả phù hợp. Bạn phải khen thưởng không chỉ những thành tựu mạnh mẽ về số lượng, mà còn phải khen thưởng những hành vi đáng mong đợi mà mọi người áp dụng. Theo thời gian, nhân viên của bạn sẽ mạnh mẽ hơn và kết quả tài chính của bạn cũng vậy. Cuối cùng, hiểu rõ tầm quan trọng của đối thoại mạnh mẽ. Bạn không thể có một nền văn hóa thực thi nếu không có sự đối thoại thông qua sự cởi mở, thẳng thắn và thân mật. Nhân sự phải được tham gia vào một cuộc đối thoại với tư duy cởi mở, không bị ảnh hưởng bởi những quan niệm sai lầm hoặc tuyên truyền. Mọi người phải cởi mở để nói chuyện một cách thẳng thắn và dũng cảm tiếp nhận những ý kiến thực sự của người khác. 3. Lựa chọn đúng người, đúng việc và vào đúng thời điểm. Người lao động của tổ chức là nguồn lực đáng tin cậy nhất để tạo ra kết quả xuất sắc hàng năm. Những đánh giá, kinh nghiệm và khả năng của họ tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Tuy nhiên, cũng chính những nhà lãnh đạo từng tuyên bố rằng con người là tài sản quan trọng nhất của chúng ta thường không suy nghĩ kỹ về việc chọn đúng người, cho đúng việc và vào đúng thời điểm. Thông thường, điều này là do họ đang suy nghĩ quá nhiều về cách làm cho công ty của họ phát triển hơn hoặc có vị trí tốt hơn trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo thời gian, việc chọn đúng người sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh. Vậy thì tại sao những người đúng lại không làm những việc đúng? Dưới đây là một số lý do và những gì bạn có thể làm với chúng. Một là sự thiếu hiểu biết về năng lực và phẩm chất của nhân viên. Các nhà lãnh đạo thường chỉ dựa vào những đánh giá hời hợt hoặc mang tính thành kiến khi bố trí nhân viên vào các vị trí. Thay vào đó, họ nên xác định công việc theo 3 hoặc 4 tiêu chí không thể thương lượng, những điều mà người đó phải có khả năng làm để thành công. Hai là thiếu can đảm trong các quyết định về nhân sự. Có vô số trường hợp giữ nhầm người hoặc giao sai công việc chỉ vì nhà lãnh đạo không có đủ dũng khí để quyết đoán, đối đầu với người đó và tạo ra sự thay đổi. Nếu người không có thành tích đủ cao trong tổ chức, đồng nghĩa người đó có tính phá hoại đặc biệt. Hãy lý trí hơn. Và thứ ba là lạc trong sự thoải mái về tâm lý. Nhiều công việc chứa đầy những người không phù hợp vì các lãnh đạo thăng chức cho họ cảm thấy thoải mái với họ và lòng trung thành của họ. Nhưng nếu lòng trung thành đó chỉ dựa trên những yếu tố sai trái, những lý do xã hội thay vì nghề nghiệp thì có thể gây tổn hại. Thông thường, việc thoát khỏi yếu tố thoải mái này chính xác là điều mà một nhà lãnh đạo phải làm để mang lại sự thay đổi. Khi Regina John, vốn là một người thông minh, ăn nói khéo léo để chọn Jack Welch, lại là người thẳng thắn, bất kính vào thay thế ông làm CEO của General Electric, nhiều người đã đặt câu hỏi về động thái này. Tuy nhiên, John biết công ty phải thay đổi và Welch sở hữu những tính cách phù hợp hơn cũng như cách tiếp cận chuyên nghiệp để hoàn thành công việc. John đã phá bỏ yếu tố thoải mái để mang lại lợi ích cho công ty và các cổ đông. 4. Quy trình con người, liên kết với 2 yếu tố chiến lược và hoạt động. Trọng tâm của việc thực thi nằm ở 3 quy trình cốt lõi: quy trình con người,
quy trình chiến lược và quy trình vận hành nằm dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, chúng lại thường bị đứng tách biệt như những hầm chứa. Nhưng điều bức thiết mà các lãnh đạo cần làm là liên kết chúng nghiêm ngặt, cường độ cao, có chiều sâu, cũng như tham gia sâu sắc vào cả ba quy trình này. Nếu bạn không thực hiện đúng quy trình nhân sự, bạn sẽ không bao giờ phát huy hết tiềm năng của doanh nghiệp mình. Phần đầu tiên là liên kết quy trình con người với chiến lược. Nó được gọi là chiến lược về con người, với một khuôn khổ để xác định, lập kế hoạch hành động và phát triển tài năng lãnh đạo mà tổ chức sẽ cần để thực hiện các chiến lược cũng như sự kế nhiệm. Trong ngắn hạn dưới 2 năm, trong trung hạn dưới 5 năm và trong tầm nhìn dài hạn. Một mặt, các nhà lãnh đạo đảm bảo rằng họ có đủ loại người và số lượng người phù hợp để thực hiện chiến lược. Nhưng mặt khác, họ phải đánh giá lại đội ngũ lãnh đạo với các bộ kỹ năng cần thiết để đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đó. Đây là một quá trình khó khăn bởi không ai muốn nói với những người tốt rằng họ không có khả năng tiến lên một tầm cao mới, nhưng điều đó phải được thẳng thắn đối diện, đưa ra những quyết định khó khăn. Thói quen đánh giá này sẽ tiết lộ sự phù hợp của hệ thống lãnh đạo của bạn cả về số lượng và chất lượng. Ngoài ra, việc phân tích rủi ro giữ chân nhân tài là xem xét tiềm năng của một người có đang bị đặt nhầm chỗ không, cũng như rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt nếu người đó rời đi. Việc phân tích như vậy giúp tổ chức tránh được hai mối nguy hiểm, sức ì của tổ chức, nghĩa là giữ mọi người ở cùng một công việc quá lâu và điều động nhân sự quá nhanh. Phần thứ hai là liên kết và tích hợp quy trình con người với hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp mà yếu tố thực thi là yếu kém, thì các nhà quản lý có thể chỉ định nhân viên nhân sự tuyển dụng, hoặc thực hiện các yếu tố cụ thể của kế hoạch chiến lược, chẳng hạn như đàm phán với công đoàn nếu một nhà máy cần phải đóng cửa. Nhưng tại các công ty chú trọng văn hóa thực thi ngày nay, nhân sự sẽ hành động theo cách khác. Đó là nhân viên trong mỗi bộ phận phải có quan điểm về cách đạt được mục tiêu kinh doanh hoặc kế hoạch chiến lược, giống như bất kỳ người lãnh đạo tham gia nào trong quá trình quản lý. Người làm nhân sự không chỉ phải được đào tạo bài bản về cách phát triển và giữ chân con người. Mỗi người họ còn phải sở hữu sự nhạy bén trong kinh doanh, kỹ năng tư duy phản biện và khả năng liên kết chiến lược và thực thi. Vào giữa thập niên 1990, một người bạn đã nói với Jack Welch về một phương pháp mới giúp tăng vòng quay hàng tồn kho trong hoạt động sản xuất. Giống như cách mà American Standard đã thành công với 40 vòng quay hàng tồn kho trong mỗi nhà máy, so với trung bình chỉ 4 vòng ở hầu hết các công ty khác. Welch không cử một số người sản xuất đi điều tra, mà tự mình đến thăm CEO Emmanuel Camburis của American Standard, đồng ý tham gia vào các bài phát biểu. Và dành phần lớn thời gian của bữa tối chỉ để hỏi về các chi tiết hoạt động, công cụ, cấu trúc và cách mà họ vượt qua những phản kháng. Bằng cách tham gia sâu sắc vào chủ đề này, Welch đã tăng gấp đôi vòng quay hàng tồn kho của mình chỉ một năm sau đó. 5. Quy trình chiến lược liên kết với hai yếu tố con người và hoạt động. Một quy trình chiến lược tốt đòi hỏi sự chú ý tối đa đến cách thực hiện nó, không phải là sự tổng hợp của các con số, cũng không phải là một dự báo theo kiểu quả cầu pha lê trong 10 năm tới. Nó phải liên kết tới một bản kế hoạch để điều chỉnh hợp lý tiến về phía trước, đồng thời liên kết với nhân sự xem có đủ năng lực thực hiện chiến lược đó không. Một số câu hỏi chính mà một kế hoạch chiến lược hiệu quả phải giải quyết được là: một là đánh giá môi trường bên ngoài. Mọi doanh nghiệp đều hoạt động trong bối cảnh chính trị, xã hội và kinh tế đang thay đổi. Kế hoạch chiến lược của bạn phải giải quyết rõ ràng những tác động bên ngoài đó và những giả định mà chúng tạo ra. Kiểm tra mọi thứ từ xu hướng kinh tế và nhân khẩu học đến công nghệ mới và liên minh giữa các đối thủ cạnh tranh để dự đoán những thay đổi có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Hai là bạn hiểu rõ khách hàng và thị trường hiện tại đến mức nào. Mọi người có xu hướng nhìn doanh nghiệp của mình từ trong ra ngoài, chọn tập trung mạnh vào việc sản xuất và bán hàng đến mức đánh mất nhận thức về nhu cầu và hành vi mua hàng của khách hàng. Ai đưa ra quyết định mua hàng cho khách hàng của bạn? Ví dụ, ở các công ty lớn, đại lý thu mua có thể thực hiện việc mua hàng, trong khi ở các công ty nhỏ hơn, người mua của bạn có thể là CFO. Mỗi phương pháp đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau mà bạn chỉ có thể thực hiện nếu có trong tay kiến thức sâu sắc về khách hàng. Ba là, cách tốt nhất để phát triển kinh doanh có lợi nhuận là gì? Những trở ngại cho sự tăng trưởng, doanh nghiệp có cần phát triển sản phẩm mới hay cần đưa sản phẩm hiện có vào các kênh mới? Hoặc liệu công ty có cần mua lại các hoạt động kinh doanh khác để đáp ứng nhu cầu quan trọng của khách hàng không? Tìm kiếm cơ hội phát triển tốt nhất là chìa khóa để xây dựng thành công và ngăn chặn thất bại. Đôi khi doanh nghiệp bỏ lỡ sự xuất hiện của những đối thủ cạnh tranh mới hoặc đánh giá quá cao đối thủ. 4 là, ngắn hạn và dài hạn có cân bằng không? Việc lập kế hoạch chiến lược cần được tiến hành theo thời gian thực, kết nối với những thay đổi trong môi trường cạnh tranh, cũng như những điểm mạnh và điểm yếu đang thay đổi của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là bạn phải xác định sứ mệnh của công ty mình trong ngắn hạn và trung hạn, cũng như dài hạn. Theo đó,
Các vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp phải đối mặt là gì? Mỗi doanh nghiệp đều có khoảng nửa tá vấn đề quan trọng, những vấn đề có thể gây tổn hại nặng nề hoặc ngăn cản tận dụng các cơ hội mới hoặc đạt được mục tiêu của mình. Năm là, doanh nghiệp sẽ kiếm tiền trên cơ sở bền vững như thế nào? Mọi chiến lược phải trình bày rõ ràng các chi tiết cụ thể về cấu trúc của một doanh nghiệp, cách nó sẽ kiếm tiền ở hiện tại và trong tương lai. Điều này có nghĩa là phải hiểu một số thông tin quan trọng, các yếu tố thúc đẩy tiền mặt, tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng doanh thu, thị phần và lợi thế cạnh tranh. Mô hình định giá nào sẽ bạn làm theo và khách hàng có sẵn sàng trả thêm tiền cho hàng hóa của bạn không? Bạn cần bao nhiêu tiền mặt cho vốn lưu động? Phản ứng của đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ như thế nào? Cựu giám đốc điều hành Compaq là Eckhard Pfeffer có một chiến lược đầy tham vọng khi phát triển ra thứ được gọi là kiến trúc Wintel. Là sự kết hợp giữa hệ điều hành Windows và sự đổi mới của Intel, thứ sẽ phục vụ cho mọi thứ từ máy tính cầm tay đến mạng máy chủ. Pfeffer đã mở rộng cơ sở của Compaq thông qua nhiều vụ mua lại nhằm phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp với một tốc độ chóng mặt và tầm nhìn chiến lược táo bạo. Đến năm 1998, ông đã sẵn sàng để thống trị ngành. Tuy nhiên, chiến lược này đã không đạt được kết quả. Lý do là, việc tích hợp mua lại và chuyển giao đòi hỏi phải thực hiện tốt hơn những gì Compaq có thể đạt được. Trong khi cả Pfeffer và người kế nhiệm ông đều không theo đuổi kiểu hành động cần thiết để kiếm tiền khi PC ngày càng trở thành một ngành kinh doanh hàng hóa. Nhưng mặt khác, một người đàn ông khác là Michael Dell lại hiểu cách thực hiện đó. Học hỏi theo sâu chiến lược của Compaq, nhưng cách tiếp cận trực tiếp vào các hoạt động bán hàng và sản xuất theo đơn đặt hàng. Đã giúp Dell vượt qua Compaq, cả về giá trị thị trường lẫn vị thế là nhà sản xuất PC lớn nhất. 6. Quy trình hoạt động, liên kết với hai yếu tố chiến lược và con người. Quy trình hoạt động bao gồm các chương trình mà doanh nghiệp của bạn sẽ hoàn thành trong vòng 1 năm để đạt được mức mong muốn của các mục tiêu như thu nhập, doanh số, tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền. Mọi giả định để làm cơ sở cho kế hoạch hoạt động phải được tranh luận giữa những người phụ trách tài chính và những người lãnh đạo tuyến đầu. Nó cần liên kết tới yếu tố chiến lược, nghĩa là nơi doanh nghiệp muốn hướng tới, và liên kết tới yếu tố con người. Tức là xác định ai sẽ đạt được mục tiêu đó và cung cấp lộ trình cho những người đó, chia kết quả đầu ra dài hạn thành các mục tiêu ngắn hạn. Những nội dung này tập trung vào khoảng 20 dòng, ngân sách nào thường chiếm 80% tác động đến kết quả kinh doanh, chẳng hạn như danh mục sản phẩm, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, chi phí sản xuất, phải được thuyết trình bởi trưởng bộ phận. Với mỗi bài thuyết trình, người lãnh đạo đặt câu hỏi về các giả định để kiểm tra tính hợp lệ của chúng và xem mỗi kế hoạch sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động kinh doanh khác. Sau khi mỗi chức năng đã phát biểu xong, nhóm chia thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm nhỏ thảo luận về các lựa chọn thay thế và tác động của các kế hoạch khác đối với hoạt động của họ. Các nhóm tập hợp lại, lặp lại khoảng 4 lần và tải tất cả thông tin của họ vào một chương trình bản tính chung. Sau đó, họ có thể xem bức tranh về ngân sách, điều gì hợp lý và điều gì không, cũng như cách mỗi thành phần đồng bộ hóa với tất cả những thành phần khác. Khi bạn thực hiện quá trình trên, hãy ghi nhớ hai vấn đề quan trọng. Một là đồng bộ hóa, nghĩa là tất cả các bộ phận của tổ chức phải có sự hiểu biết chung về môi trường bên ngoài và các yếu tố quan trọng khác. Nói cách khác, tay trái phải biết tay phải đang làm gì, nhằm liên tục sắp xếp lại các ưu tiên và phân bổ lại tài nguyên. Hai là làm rõ mọi giả định, nghĩa là hiểu rõ yếu tố then chốt nào dẫn đến sự thành công của kế hoạch của bạn. Tranh luận về các giả định cơ bản là một trong những phần quan trọng nhất của bất kỳ cuộc đánh giá hoạt động. Nào bạn không thể đặt ra các mục tiêu thực tế cho đến khi bạn tranh luận về các giả định đằng sau chúng. Và khi bạn đã xây dựng xong kế hoạch, bạn phải theo dõi kết quả của nó trong suốt quá trình của năm, bởi vì chúng chỉ vốn đang dựa trên những giả định thực tế nhất và cách thức đạt được. Khi tham gia vào cuộc đánh giá như vậy, bạn đang tranh luận về bản chất cốt lõi của doanh nghiệp mình và giúp từng người học được cách phân bổ đúng và phân bổ lại nguồn lực khi môi trường thay đổi. Sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tạo ra mối lo ngại thực sự ở Detroit rằng nhu cầu về phương tiện giao thông sẽ giảm đáng kể. Để đáp lại, Ron Jarella, Phó Chủ tịch General Motors đã nghĩ ra chính sách tài trợ 0% và vào một thời điểm thật hoàn hảo. Vào tháng 11 năm 2001, khi mà Cục Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong 40 năm là 1,75%. Người tiêu dùng có thể tái cấp vốn và nhận được tiền mặt để trả trước, điều này khiến nhu cầu tăng vọt. Động thái này đòi hỏi một kế hoạch vận hành nhằm lập trình lại và phân bổ lại nguồn lực để đồng bộ hóa các bộ phận. Giúp công ty xác định loại phương tiện nào sẽ sản xuất, công ty nên chi bao nhiêu tiền quảng cáo, nơi họ sẽ chi tiêu, nên chi tiêu số tiền đó vào sản phẩm nào. Đồng bộ hóa lúc này rất quan trọng vì sự mất cân bằng giữa sản xuất và quảng cáo sẽ vừa làm giảm doanh thu vừa tăng chi phí. Hóa ra, chương trình này đã mở ra một cơ hội lớn cho General Motors.
Mặc dù các nhà sản xuất ô tô khác cũng tham gia vào nhóm tài trợ, nhưng việc thực hiện nhanh chóng và đồng bộ hóa chính xác của General Motors đã giúp công ty tăng thị phần ngay lập tức. Thông điệp chính của tựa sách này là công việc thực sự của hoạt động kinh doanh là điều hành tốt cả ba quá trình cốt lõi gồm con người, chiến lược, hoạt động, chứ không đơn thuần là tạo ra chiến lược và tầm nhìn và để khâu thực thi cho người khác. Bossidy và Jarin đã chỉ ra tầm quan trọng của việc tham gia sâu sắc và nhiệt huyết vào các hoạt động công ty, cũng như giải thích tại sao các cuộc đối thoại thẳng thắn có thể tạo ra một kiểu kinh doanh hiệu quả, thực tế và đầy trí tuệ. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.